Hỏi chú là chú đang nướng cái gì cơ? Nướng này là nem nướng với lại bắp. Nem nướng với bắp. Vâng, và ngoài ra là trong gian hàng của chú có bán gì nữa không cơ? Và có cái hộp vịt lộn không cơ? Có hộp vịt lộn, là có bánh lọt, có gỏi cuốn, có kem nếp, ế bì thêm cái gì cũng có hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.